Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2018, thì bọn em xin giới thiệu một mẫu xe bọn em mới về. Đó chính là chiếc Toyota Vios, một mẫu xe nồi đồng cuối đá mà rất là nhiều quý vị và các bạn đang mong chờ trong cái dịp cuối năm nay để chúng ta mua một chiếc xe về đi trong gia đình hoặc có thể chúng ta chạy dịch vụ. Thì thưa quý vị các bạn, đây là một mẫu xe được sản xuất năm 2008 và đây là phiên bản E xịn trang bị phanh ABS, lăn răng đúc nguyên bản theo xe. Và đặc biệt trên mẫu xe Toyota Vios phiên bản E xịn này thì nó có trang bị cho mình thêm, đó chính là hai túi khí hoàn toàn. Vâng, đây là một chiếc xe màu vàng cát và xe nhìn cực kỳ luột luôn và form dáng gần như không bị mất đi một tí nào về, kể cả về phần keo chỉ. Thưa quý vị các bạn, mẫu xe này là một mẫu xe vô cùng tiết kiệm nhiên liệu và trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em đang mong chờ mẫu xe này về để phục vụ cho tất cả mọi người, thì ngày hôm nay đã có mặt tại cửa hàng Dương Minh Auto. Chiếc xe này là màu vàng cát nha tất cả mọi người, mà form dáng thì cực kỳ căng, thì quý vị các bạn nhìn thấy trực tiếp trong clip ngày hôm nay chúng ta để nhìn thấy được. Và để mà nói về cái dòng Toyota Vios này thì chúng chắc chắn rồi, thì chắc hẳn là chúng ta đã có cái tầm tiền để chúng ta sở hữu chiếc xe này, thì chúng ta sẽ lựa chọn dòng Toyota Vios hay là những dòng xe đời sâu hơn. Và bọn em sẽ bán mức giá rất là hợp lý cho anh chị và các bạn, đó chính là 245 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios 2008 phiên bản E xịn và đẹp xuất sắc. Phải nói là đây là một chiếc xe đẹp xuất sắc. Đây quý vị và bạn hãy nhìn lớp sơn và đường vân của xe đây, và mắt đèn xe này. Đó, rất là đẹp. Về phần capo, về phần lớp sơn của xe phải nói đẹp tuyệt vời. Và xe đã trang bị độ phun đầu rồi. Đây, những cái thanh nẹp chrome. Và đây là lưới và mặt ca răng của form 2009-2010 nha. Đó, chúng ta nhìn là rất là đẹp này. Vios E xịn 2008, là răng đúc nguyên bản này, phanh ABS 4 bánh luôn, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS cực kỳ hoàn toàn và phanh rất là sướng. Gương tích hợp xi nhan luôn nha tất cả mọi người. Này, gương tích hợp xi nhan hoàn toàn là nguyên bản theo xe. Đối với phiên bản E xịn, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2019, có nghĩa là đến tháng 4 năm sau thì chúng ta mới phải đăng kiểm lại chiếc xe này. Giá chỉ có 245 triệu đồng mà thôi, một mẫu xe đi cực kỳ bền, tiết kiệm nhiên liệu và phụ tùng rất là dễ sửa và máy móc rất rất bền luôn. Nên chúng ta hãy nhìn cái kiểu dáng của xe, và con xe này tương đối đẹp cho nên chúng ta nhìn thấy cái lớp sơn sơn sần, sơn chống mọt của nhà sản xuất ở Babule nó vẫn còn chảy dài từ đầu đến cuối này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ. Và đường chỉ của xe này, chúng ta nhìn một cái dọc đường chỉ này thẳng tắp từ đầu đến cuối. Và trên này chúng ta cũng có một cái đường gân luôn. Đó, chảy dài từ đầu đến cuối luôn. Chúng ta hãy nhìn những cái đèn tích hợp như này, nó hai bên còn rất là sáng. Và tất cả cũng đã có những cái ốp, cái vảy che mưa rồi. Chúng ta hãy nhìn về tổng thành, về form xe và cái lớp sơn của xe đi, đẹp tuyệt vời luôn. Màu vàng cát cực kỳ hấp dẫn. Và con này chúng ta nhìn thấy là cái keo chỉ của xe này, cái chỉ sơ cua nó vẫn còn nhá. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây cái chỉ sơ cua này. Và về phần phía sau, phần đuôi của xe chúng ta nhìn thấy mắt đèn xe đây, rất là sáng. Và đã được ốp mạ chrome vào, nhìn xe tương đối là đẹp. Đây, về phần sơn xi thì chúng ta khỏi về bàn luôn. Và bản thân con xe này máy cực kỳ chất, gầm bệ chắc chắn. Chúng ta chạy cao tốc chúng ta đi 120-130 cây hoàn toàn là vô tư. Và đối với những cung đường trong khu đô thị của chúng ta vẫn có thể chạy 80-90 nên cực kỳ nhanh. Đấy, chúng ta có thể nói là cái dòng Vios này, cái máy của nó là như vậy. Vios một dòng xe nồi đồng cuối đá, máy nó là đỉnh của đỉnh rồi. Không có một dòng xe bình dân nào mà có thể so sánh được với Toyota Vios. Và đây là lớp chỉ đằng sau bên phụ đây, chúng ta nhìn thấy. Form dáng thì cực kỳ căng, sơn màu vàng cát đẹp
tuyệt vời bóng nừ. Nó đang đúc. Đây, em sẽ quay về tổng thành. Thì quý vị các bạn đang xem về tổng thành ngoại thất của xe được tầm 5 phút rồi. Tí nữa, đợi tí nữa em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua cái phần nội thất của xe. Tất cả mọi thông tin thì quý vị các bạn hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được em này nha. Chúng ta mua về đi trong gia đình cái mẫu xe này và rất là giữ giá. Đây chúng ta nhìn về tổng thành form xe đây. Đó, chúng ta hãy xem tổng thành về form dáng của xe này. Rất đẹp và em chuẩn bị quay vào bên trong nội thất để cho anh chị các bạn xem qua. Đó. Rất là rõ một một nha, chiếc xe này chúng ta xem, chúng ta đến là chúng ta mua được luôn và không có bị đâm đụng gì luôn. Đây nội thất của xe đây. Thì quý vị các bạn, đối với phiên bản e xịn thì cái phần nhựa này của nó hoàn toàn là cái màu vàng nguyên bản theo xe mà không có bắn lại sơn như những chiếc xe Nemo mà độ lên nha. Gương kính chỉnh điện hoàn toàn là nguyên bản, rất là khít với nhau này. Đó. Chúng ta nhìn thấy đầu nhựa ở xe. Và phần vô lăng của xe thì trang bị một túi khí này. Trang bị một túi khí phần vô lăng. Đây, tất cả về hệ thống đồ nhựa của xe đây, quý vị nhìn thấy những cái này chúng ta lau đi phát nó là sạch thôi. Đây tắp ni của xe đây. Tắp ni của VSE thì chúng ta hãy nhìn đặc biệt, đó chính là cái phần nhựa này. Nó là màu vàng chứ không phải là màu đen mà chúng ta sơn lại lên màu bạc, nó là màu vàng nguyên bản như thế này luôn. Đó, tắp ni rất là đẹp. Và những cái đường sần của xe thì quý vị các bạn yên tâm một điều, đó chính là rất là chắc chắn những đồ nhựa của xe này. Sự soát rất là ít. Chúng ta có thể thấy. Đây và keo chỉ của xe đây luôn. Em sẽ quay cho anh chị và các bạn xem qua keo chỉ luôn. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy. Chúng ta bấm vào rất là mềm. Nhưng nó vẫn có độ dai của nguyên bản theo nhà sản xuất, nó là như vậy. Đó. Và em sẽ quay tiếp cho anh chị các bạn xem qua cái phần tắp ni ở bên phụ. Ở bên lái, đằng sau bên lái. Đây, quý vị nhìn thấy đây. Rất là ít xước và nhìn cái đồ nhựa của nó cực kỳ tươi. Đây kể cả những cái núm, tất cả những cái chốt mở cửa của nó chúng ta nhìn rất là sạch sẽ và rất là cứng cáp này. Đó, tất cả những cái núm đều như vậy và 4 tổng nâng hạ kính chạy cực kỳ luột vì nó là zin nguyên bản theo nhà sản xuất. Nó không phải là nâng độ như phiên bản Nemo. Và đây là keo chỉ. Keo chỉ cánh sau này, quý vị nhìn thấy này. Nó rất là sắc nét. Và cái phần tôn vỏ của phiên những cái con Vios này thì quý vị bạn yên tâm một điều, đó như là nó không thể mọt được. Từ 2008 nay như tôn vỏ vẫn còn giữ nguyên được form 100%. Đây, những keo chỉ của nó trong đây quý vị bạn nhìn thấy. Nó rất là sạch sẽ. Phải không ạ? Ghế cũng tương đối là sạch sẽ này. Chúng ta về không phải làm lại bất cứ một cái gì con xe. Một con xe về tổng thành quá hoàn hảo. Chúng ta về không phải làm lại gì. Đây đằng sau của nó hai quả loa nguyên bản nhé. Không phải là độ như phiên bản Nemo. Một con xe mà nói đẹp xuất sắc mà chúng ta về không phải làm lại một cái gì. Chúng ta về chỉ phải chạy mà thôi. Đây là tắp ni đằng sau bên phụ nhá. Các bạn có thể nhìn thấy cái đồ nhựa của nó là cực kỳ tươi. Và tất cả những đường mép keo chỉ của xe thì sắc nét hoàn hảo đến 99%. Đây. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy tôn vỏ rất là mỏng.
và giữ được cái form của xe rất là đều về tổng thành. Đấy. Đây, chúng ta hãy xem keo chỉ đằng trước, đằng trước bên phụ nha. Đó. Đây, chúng ta cùng xem phần tắp ni của xe đây. Rất đẹp và cứng. À, chúng ta nhìn đây này, những cái chốt mở cửa của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và đồ đạc của xe chắc chắn, không bị lỏng lẻo cái gì cả. Là những cái ốp này cũng vậy. Đây, ở bên phụ của nó thì có một túi khí này. Có một túi khí ở bên phụ nữa nha. Nếu mà có xảy ra va quyệt, va chạm gì về phần đầu xe là túi khí nó sẽ bung ra ngay, sẽ giữ được cho chúng ta an toàn hơn. Đây, chúng ta nhìn thấy đây là phần sắt xi của xe này. Đây là ra vào, ra vào cửa, hoặc có thể là chúng ta mặc áo mà đóng vào nó bị kẹt và nó cũng sẽ bị chảy xước ở phần này ra. Đây, những con ốc bản nề này. Đó, một con xe rất là đẹp và tiết kiệm nhiên liệu vô cùng. Chúng ta cùng ngắm lại về tổng thành một vòng nữa. Và em xin nhắc lại thông tin là Toyota Vios 2008 với phiên bản E xịn, và sẽ trang bị cho mình 4 bánh là na răng đúc nguyên bản theo re và phanh đĩa 4 bánh, đồng thời có cả phanh ABS. Còn về hệ thống an toàn của xe là trang bị cho mình đó chính là 2 túi khí an toàn ở bên hàng ghế lái và hàng ghế phụ. Một con xe về tổng thành không một nỗi nhỏ, và chúng ta mua về chỉ việc sử dụng mà thôi. Máy chất, máy nổ cực êm và cực bốc, gầm bệ chắc chắn. Em cùng nổ máy lên nhá. Thì đối với bản Vios thì chúng ta phải đạp phanh là chúng ta mới đề được. Chúng ta thấy nó hiện là túi khí và phanh ABS rồi này. Đấy. Em tắt đi này. Và chúng ta chỉ cần để vài giây nó sẽ tự mất đi. Đấy, chính là một con xe về hệ thống phanh ABS và hệ thống túi khí là hoàn toàn là không có lỗi. Và kể cả về phần check của động cơ cũng vậy thôi. Bảng đồng hồ của xe đây. Vios luôn luôn nổ định 1.000 vòng trên phút và không hề xi dịch gì. Đấy. Máy rất là chất, chúng ta đạp ga phát là đến vòng tua nó lên rất cao. Vì động cơ của nó vô cùng là mạnh mẽ. Đây, chúng ta bỏ ra 245 triệu đồng ra là chúng ta đi về đi, trong gia đình con xe này rất là ổn. Anh em làm trong cơ quan cũng có thể chạy và sử dụng chiếc xe này vô tư. Đây là động cơ của xe nhá, và hơi thừa hoàn toàn này. Đây, chúng ta để xem đây. Hoàn toàn là không có hơi thừa. Máy nổ rất chắc và êm. Và cái máy này ấy, chúng ta mua về thì còn lâu chúng ta mới phải làm lại máy. Rất rất lâu chúng ta mới phải làm lại máy. Tất cả hệ thống dàn sắt xi của xe đây. Đây, chú em nhìn thấy này. Và điều hòa rất là mát nhé. Điều hòa mát vô cùng luôn. Đây, keo chỉ về hệ thống capo này. Và tất cả những cái đường tập nối của xe hoàn toàn là giữ nguyên form, không có bị mất đi một tí nào cả. Đây, chúng ta thì thấy là tất cả những đường tán này, capo mỏng toang. Em quay rất là kỹ và rất là chi tiết cho tất cả mọi người xem qua rồi. Thì kể cả những hệ thống kính cũng vậy mà thôi. Tất cả những cái đường mép của kính này rất là khăn khít với nhau luôn. Máy nổ cực êm, và nó là cực cực kỳ êm. Và rất là chắc máy, chạy rất bốc và khỏe. Đó. Đây, tất cả đường mép kính này. Và tất cả những cái đường nẹp hai bên này thì thẳng căng luôn.
Đây về phần nhựa của xe đây. Nhựa phần trên thì rất là nhiều những con Vios mà có thể nói là cái phần nhựa này nó bị bạc phếch đi luôn, nhưng con này vẫn giữ được màu cực kỳ tươi. Đó. Còn hệ thống phần cốp thì em sẽ mở cốp lên cho anh chị và các bạn xem qua nha. Và con này cam kết với tất cả mọi người không đâm đụng, không gặp nước. Thì đây hệ thống về phần rãnh máng nước sau bên phụ. Vỏ rất là mỏng và những keo chỉ nó đây. Rất là sắc nét một một luôn. Đó. Đây chúng ta nhìn hoàn toàn là không có những cái rút gì cả. Tôn vỏ rất là đẹp. Thì đây là khoang để chúng ta để hành lý bên trong. Và bên trong này thì có la răng đúc nguyên bản theo xe mà thôi. Một la răng đúc nguyên bản. Và cái tôn của cái dòng Vios này chúng ta yên tâm này, này. Nguyên hết cái này vậy chúng ta vệ sinh đi một chút nữa nó rất là sạch sẽ. Đúng không ạ? Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại một like và một đăng ký. Hãy nhớ nút đăng ký kênh để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ kênh. Xin trân trọng và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau.